Đạo Phật. Nam mô A Di Đà 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 Phật. Còn món ăn kế tiếp nữa mà hôm nay chúng tôi muốn nói cho quý vị nghe, đó là món ăn khí thực, gọi là không khí. Khí là không khí. Thì vừa rồi trong tuần chủ nhật trước với chủ nhật này tổng cộng là 4 buổi giảng. Và 4 buổi giảng đều là nặng cân hết. Buổi giảng thứ nhất là chủ nhật vừa rồi đó, cũng có Phật tử đến và phát tâm đến đây. Và chủ nhật vừa rồi đó thì giảng một buổi giảng xong rồi, bắt đầu thứ ba là lại 500 danh hiệu. Tốn cái hơi của mình, là tốn cái khí lực của mình khá nhiều. Sau khi lạy xong rồi chúng tôi biết rồi, ra hít một hơi thở thiệt sâu vô giữ lại và thở ra khoảng chục hai chục hơi, bắt đầu lên đây giảng bình thường là ngày thứ ba. Thứ năm lên trên chùa họp chúng và giảng một bữa trên đó nữa. Và hôm nay chủ nhật là 4 buổi giảng trong tuần này. Chúng tôi chiêm nghiệm thử coi cái khí lực, tức là mình hít thở, nó giúp ích cho mình cái gì mà thấy nó tuyệt. Đây là một món thức ăn. Thức ăn đoàn thực là mình nhai, thức ăn thức thực là mình xem, mình coi những cái gì mà qua chữ nghĩa, qua hình ảnh, qua âm thanh. Và món ăn không khí là khí thực, là không khí này cực kỳ quan trọng luôn. Lúc trước giảng một tuần một bữa thôi, thêm một bữa nữa là công phu xuống liền mệt. Mà hôm nay công phu vẫn bình thường, 6 tiếng rưỡi, 7 tiếng một ngày bình thường. Nhờ gì? Nhờ biết cách hít thở sâu, lấy lại cái không khí trong người, có tác dụng rất lớn. Và trì thần chú đại bi, hôm nay mình hít làm sao, hôm bữa có nói đó. Có những người họ nhắm mắt, họ trì thần chú đại bi giống như cô Định ở cầu đất. Trong tâm cô suy nghĩ nhiều thứ, khi mà mắt nhắm lại là cái đầu bắt đầu nó suy nghĩ, rồi nó tùm lum hết những cái cảnh tượng trong đầu. Thì ông Tổ nói, nếu mà niệm Phật hoặc ngồi thiền hoặc trì chú mà nhắm mắt lâu ngày á ha, thì cái tư tưởng đó gọi là tưởng ấm ma, nó quật khởi trong đó, khi mà bệnh rồi khó trị lắm, mở mắt rồi vẫn thấy lắm. Cho nên đừng nhắm mắt lúc công phu. Mà nếu mà phủ đôi mi xuống nó hơi mỏi là cứ mở lớn ra, đừng có banh mắt lắm mà mở như vậy. Mở một chập rồi mình thấy nó hơi mỏi rồi bắt đầu mình nhắm lại rồi mình mở ra. Thì như vậy là nó có cái sự đàn hồi của con mắt của mình, nó rất là dễ chịu. Chứ nếu mà mình phủ đôi mi hoài và luôn mình cứ gồng mình chịu như vậy, có những lúc chúng tôi buổi chiều nó mỏi con mắt, mở không ra nổi nữa, mỏi mình chưa quen. Cho nên thành ra hôm nay mình mở ra như bình thường, rồi khép lại đôi mi, phủ đôi mi xuống đừng nhắm luôn. Như vậy là bắt đầu thần chú trong máy cứ tụng ra, mình hít một hơi thiệt sâu vô, bắt đầu mình tụng ra, nhớ hít một hơi thiệt sâu vô rồi tụng ra. Đúng không ạ? Mấy người hít chưa sâu được thì cũng phải hít vô một hơi rồi tụng ra. Cái lúc mà mình hít chưa quen nó hơi mệt, nó hơi gấp gáp cái hơi thở, bởi vì hít vô tụng ra là lúc mình tụng, còn bình thường mình đâu có tụng như vậy đâu. Cho nên nó hơi mệt thì mình ngồi lắng nghe một chút xíu. Hoặc là không tụng thì mình hít vô, mình giữ, mình thở ra. Thì lúc đó đang bắt đầu đem cái không khí vô trong người. Sau khi tụng rồi, tâm nhiếp trong hơi thở và lắng nghe trong thần chú đại bi, rất sảng khoái, rất sảng khoái. Nhớ cái cách trì thần chú đại bi như vậy. Và lễ Phật cũng vậy, khi nghe một câu trong máy là hít vô, rồi mình xuống mình lễ Phật, mình thở ra. Như là mưa chúng tôi có chỉ quý vị. Thì như vậy, cái cách mà hít thở như vậy thì khoa học luôn, một số các vị giáo sư tiến sĩ nói, con người hàng ngày nói như vậy nè. Mà dẫu cho không nói, mình suy nghĩ thì nó cũng bị hao cái khí lực trong tư tưởng, trong cái cơ thể mình, cho nên cần phải bỏ lại. Bỏ tức là hít sâu vô giữ lại, mà không phải lúc nào cũng hít đâu, mà phải canh cái giờ trước khi ăn trưa, thường chúng tôi là 20 hơi. Rồi trước khi đi ngủ tối á, là 20 hơi. Rồi bình thường khi mà tu buổi sáng xong á, là chúng tôi cũng 20-30 hơi. Thì cộng lại á, thì vào tầm khoảng 45 phút một ngày. Chưa nói là tu một ngày 6 tiếng là lúc đó đang hít nữa.
mà tu mình hít nó không có sâu bằng bình thường mình hít. Thì mình hít sâu vô ngồi với lại mình nằm luôn. Thì đây là cái bài mà của một vị này thầy Nhuận Minh soạn ra, quý vị lắng nghe cho kỹ, ông nói về cái công dụng của cái hít thở nghe. Lắng nghe. Cái này hay. Cái này chúng tôi tìm ra gửi thầy Nhuận Minh, thầy Nhuận Minh dàn lại để đọc cho quý vị nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời sư phụ chỉ dạy, con xin phép được đọc cái việc lợi ích của cách hít thở bằng bụng. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường chư tôn đức và toàn thể đại chúng trong buổi sáng ngày hôm nay. Nam mô A Di Đà Phật. Lợi ích của cách hít thở bằng bụng. Thuật ngữ thở bằng bụng nghe có thể lạ lẫm với không ít người, nhưng đây thực sự là một kỹ thuật rèn luyện sức khỏe cổ xưa đã được thực hiện trong hàng ngàn năm bởi các nền văn hóa trên khắp thế giới. Trên thực tế, thở bằng bụng đã được xem như một bộ môn yoga hoàn thiện, mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể nếu được thực hiện đúng cách và đều đặn mỗi ngày. Một La Mã thở bằng bụng là gì? Thở bằng bụng hay còn được gọi là thở khí công. Đây là phương pháp thở kết hợp giữa mũi, vùng cơ hoành, cơ ngực và miệng để vận chuyển không khí vào cơ thể. Thông thường chúng ta sẽ hít vào và thở ra bằng mũi. Khi thở chỉ có một phần cơ ngực hoạt động co giãn để hút khí vào và đẩy khí ra. Cách thở này không giúp tối ưu hóa quá trình trao đổi chất khi thở. Do đó, phương pháp thở bụng được nghiên cứu là giúp tăng cường sức khỏe cho con người. Hai La Mã lợi ích của việc thở bằng bụng. Dưới đây là 12 lợi ích mà hít thở bằng bụng đem lại cho sức khỏe của bạn. 1. Giảm căng thẳng. Hít thở sâu có thể làm giảm mức độ căng thẳng cũng như giúp giảm lo âu. Khi bạn hít thở sâu, nó sẽ gửi một thông điệp đến não để giúp bạn bình tĩnh và thư giãn. Sau đó, não sẽ gửi một thông điệp tương tự đến cơ thể bạn. Điều quan trọng là phải chế ngự được sự căng thẳng vì nó là nguyên nhân hàng đầu gây ra các vấn đề sức khỏe, chẳng hạn như huyết áp cao, tiểu đường, đột quỵ và các bệnh khác. Theo một nghiên cứu sơ bộ được thực hiện ở Tây Ban Nha vào năm 2010, liệu pháp kiểm soát việc hít thở giúp làm giảm mức độ hormone gây ra căng thẳng, từ đó dần dần giúp bạn xua đi sự căng thẳng mệt mỏi trong cuộc sống. Nếu bạn bị căng thẳng, đừng ngồi xem TV hay ăn các đồ ăn có hại cho cơ thể. Thay vào đó, hãy đi đến một nơi yên tĩnh và hít một hơi thật sâu. Số 2. Giải độc cơ thể. Phổi đóng một vai trò quan trọng trong việc loại bỏ các chất độc và chất thải ra khỏi cơ thể. Tuy nhiên, thở nông khiến cho phổi phải làm việc nhiều hơn để đào thải các chất cặn bã ra ngoài. Các chất độc bị tích tụ có thể khiến bạn mắc phải các vấn đề sức khỏe như là viêm, mệt mỏi, tăng cân, đau cơ và huyết áp cao. Bằng cách hít thở sâu, bạn có thể nâng cao hiệu quả hoạt động của phổi. Nó sẽ cải thiện chức năng tổng thể của hệ thống bạch cầu, từ đó thúc đẩy việc giải phóng độc tố có hại. Điều này sẽ giúp cung cấp lượng máu sạch đã được loại bỏ chất độc trên khắp cơ thể. Số 3. Cải thiện chức năng của phổi. Hít thở sâu cũng giúp làm cho phổi khỏe mạnh. Hô hấp bằng cơ hoành đóng một vai trò quan trọng trong việc làm nở các mô phổi, được tạo thành từ một số túi khí hay còn gọi là túi niêm mạc. Điều này giúp cải thiện chức năng của phổi. Nó còn có tác dụng ngăn ngừa bệnh viêm phổi và các biến chứng khác sau phẫu thuật. Hít thở sâu sẽ cung cấp nhiều oxy hơn đến mọi tế bào trong cơ thể. Nếu không có đủ oxy, con người rất dễ mắc phải các bệnh liên quan đến phổi và tim. Nó thậm chí còn có lợi cho những người dễ mắc các bệnh về phổi hoặc hô hấp. Thực hiện việc hít thở sâu khoảng 10 phút mỗi ngày sẽ làm giảm nguy cơ mắc phải các bệnh về hô hấp như hoen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, viêm phế quản và thậm chí đau tức ngực.
Số 4, hỗ trợ giảm cân. Thực hiện những bài tập hít thở tập trung vào vùng bụng sẽ gây ra sự thay đổi trong lưu lượng máu đến các vùng khác nhau của não bộ và dẫn đến sự thay đổi trong hoạt động trao đổi chất của não. Theo nghiên cứu báo cáo tại Hội nghị Thường niên của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ vào năm 2005, những bài tập cần hô hấp sâu có tác dụng làm giảm chỉ số khối cơ thể ở những thanh thiếu niên béo phì. Vì thế hít thở sâu có thể giúp bạn giảm cân. Hít thở sâu cung cấp nhiều oxy hơn cho cơ thể, do đó sẽ có hiệu quả hơn trong việc đốt cháy mỡ thừa. Số 5, hạ huyết áp. Một số nguyên nhân gây ra cao huyết áp có thể kể đến như lượng natri cao, béo phì, ít hoạt động thể dục và hút thuốc lá v.v. May mắn thay, bạn có thể kiểm soát huyết áp cao bằng việc hít thở sâu. Một nghiên cứu năm 2005 được công bố trên tạp chí AHA cho thấy hít thở chậm rãi làm tăng độ nhạy phản xạ áp lực động mạch và làm giảm huyết áp trong tăng huyết áp vô căn. Thứ nhất, hít thở sâu giúp bạn cảm thấy thư giãn bằng cách tăng cường và kích hoạt hệ phó giao cảm. Thứ hai, nó giúp phá vỡ cấu trúc muối để cơ thể bạn có thể loại bỏ nó một cách dễ dàng. Thực hành hít thở bằng bụng 2 hoặc 3 lần một ngày, mỗi lần khoảng 10 phút để kiểm soát huyết áp và giữ cho trái tim khỏe mạnh. Số 6, giảm đau. Khi bị đau, phản ứng của bạn sẽ là nín thở một lát và sau đó thở ra để giảm cơn đau. Tuy nhiên, bạn hãy thử hít thở sâu, chậm rãi. Chắc chắn điều này có thể giúp bạn giảm đau. Hít thở sâu giải phóng endorphin có tác dụng như một loại thuốc giảm đau tự nhiên. Nó thậm chí còn làm thay đổi trạng thái tâm lý của bạn, từ đó giúp kiểm soát cơn đau. Nó cũng làm giảm lượng axit trong cơ thể, bổ sung thêm kiềm. Cơ thể có tính kiềm có thể kiểm soát cơn đau dễ dàng hơn so với cơ thể có tính axit. Hít thở chậm rãi cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh giao cảm, giúp kiểm soát lưu lượng máu và nhiệt độ da. Điều này dần dần có thể ngăn chặn cơn đau. Số 7. Giảm say tàu xe. Nhiều người bị say tàu, say máy bay hoặc say xe ô tô. Một cách hiệu quả để giảm say xe là hãy hít thở sâu. Theo một nghiên cứu vào năm 1999, thì việc hít thở sâu chậm rãi có thể ngăn các triệu chứng say tàu xe. Phương pháp này giúp tăng cường các hoạt động của hệ thống thần kinh giao cảm, giúp giảm triệu chứng say xe. Mặt khác, thở gấp và nông thường khiến cho những triệu chứng này trở nên tồi tệ hơn. Để giảm bớt tình trạng say tàu xe, hãy nhắm mắt và hít thở sâu từ từ. Số 8. Cải thiện tiêu hóa. Nếu bạn đang gặp phải các vấn đề về tiêu hóa như đầy bụng hoặc táo bón, bạn có thể thử hít thở sâu bằng bụng và để loại bỏ những điều không thoải mái này. Hít thở sâu làm tăng lưu lượng máu đến đường tiêu hóa. Điều này thúc đẩy hoạt động của ruột giúp tiêu hóa đúng cách. Nó cũng có tác dụng làm dịu hệ thần kinh, từ đó giúp tăng cường tiêu hóa. Ngoài ra, khi bạn hít thở bằng bụng dưới, nó sẽ kích thích nhu động ruột, giúp bạn không bị táo bón. Số 9. Khiến bạn tràn đầy năng lượng. Hít thở sâu là cách dễ dàng nhất để thúc đẩy mức năng lượng của bạn. Hít thở sâu giúp tăng cường lượng oxy và cải thiện lưu thông máu trong cơ thể. Điều này giúp cải thiện mức năng lượng và sức chịu đựng của bạn. Mặt khác, hít thở sai cách làm giảm năng suất của bạn, vì nó làm cho bạn trở nên chậm chạp hơn. Hàm lượng oxy trong máu càng cao sau khi hít thở sâu, càng có thể giúp bạn ngủ ngon hơn và bớt căng thẳng hơn. Những yếu tố này có tác động trực tiếp đến năng lượng và năng suất của bạn. Nó thậm chí có thể cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể, giúp chữa lành và giải độc cũng như tăng cường hệ thống miễn dịch. Số 10. Hỗ trợ điều trị nhiều bệnh. Hơi thở chính là yếu tố quan trọng nhất giúp duy trì sự sống của tất cả sinh vật trên trái đất, trong đó có con người. Việc tập luyện hơi thở còn giúp mang đến công dụng tuyệt diệu cho cơ thể. Đó chính là hỗ trợ điều trị các bệnh cho cơ thể,
ví dụ như bệnh tim mạch, tiểu đường. Ngoài ra còn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh cúm, cảm ở con người. Cách thở bằng bụng giúp mạch ngoài biên nở ra, giúp tăng cường lưu thông khí huyết và thần kinh giao cảm được điều hòa. Điều này giúp ích rất nhiều trong việc cải thiện bệnh tim mạch hay những người huyết áp cao. Số 11, giúp ngủ ngon hơn. Nếu bạn không thể ngủ ngon giấc vào ban đêm, hãy cố gắng hít thở sâu. Bài tập đơn giản này có hai mục đích. Thứ nhất, nó giúp làm dịu hệ thần kinh trung ương để bạn cảm thấy thư giãn hơn. Thứ hai, nó hoạt động như khi bạn ngồi thiền, giúp bạn tĩnh tâm. Một khi tâm trí của bạn được thông suốt và tĩnh lặng, bạn chắc chắn sẽ ngủ ngon hơn. Hít thở sâu sẽ đem lại hiệu quả tốt hơn khi được kết hợp với các hoạt động thư giãn khác như tắm nước ấm trước khi đi ngủ hoặc nghe các bản nhạc nhẹ. Hãy nhắm mắt lại và hít thở sâu 10 phút trước khi đi ngủ. Số 12, kéo dài tuổi thọ. Nghe có vẻ hơi vô lý, nhưng rèn luyện thở bằng bụng thường xuyên sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, cải thiện sức sống và kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, bạn cần phải kiên trì rèn luyện hàng ngày trong khoảng thời gian dài thì mới đạt được hiệu quả này. Đã có nhiều nghiên cứu về áp dụng bài tập thở bằng bụng kéo dài tuổi thọ thành công. Điển hình như trường hợp của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện, sinh vào năm 1913 và mất 1997. Kéo dài tuổi thọ thêm 37 năm sau nhiều cuộc giải phẫu để điều trị bệnh lao phổi. Thời điểm đó ông được chẩn đoán chỉ sống thêm được 3 đến 5 năm vì tình trạng rất xấu. Tuy nhiên phép màu đã đến với ông nhờ kiên trì rèn luyện phương pháp thở bằng bụng thần kỳ này. Số 3, La Mã, cách thở bằng bụng. Kỹ thuật thở bằng bụng rất đơn giản và bạn có thể thực hiện mọi lúc mọi nơi. Toàn bộ quá trình thở bằng bụng được tóm tắt trong 4 bước như sau. Bước 1, hít vào bằng mũi chậm rãi, không hít mạnh, đồng thời với đó là phình bụng ra cho đến khi không hít vào được nữa. Lúc này lồng ngực đã chứa đầy oxy. Bước 2, nín thở khoảng 3 đến 5 giây để không khí trao đổi trong lồng ngực. Bước 3, thở ra bằng miệng chậm rãi như lúc hít vào và đồng thời hóp bụng vào hết cỡ. Bước 4, nín thở từ 3 đến 5 giây và bắt đầu lại quá trình từ bước 1. Hãy bắt đầu một ngày mới với 10 phút hít thở sâu để giữ cho mình tràn đầy năng lượng trong suốt cả ngày. Khi thực hiện bài tập hít thở đơn giản này, bụng của bạn sẽ phình ra và xẹp xuống đáng kể trong toàn bộ quá trình. Bạn thậm chí có thể nghe nhạc hoặc nghe tiếng mưa rơi để thư giãn trong khi thực hiện hít thở sâu. Dán các ghi chú quanh nhà hoặc văn phòng để nhắc nhở bạn hít thở sâu hàng ngày. Bạn có thể thực hiện bài tập này trong khi lái xe tới văn phòng hoặc tới bất kỳ nơi nào khác. Nam Mô A Di Đà Phật. Khi đọc trong cái tài liệu này đó, thì áp dụng trong một tuần hôm nay tương đối là siêng áp dụng. Thường chúng ta ngồi là cái ghế hơi ngửa ra một chút, bắt đầu hít vào bằng mũi không nhanh, không nhanh thì nó hít vô không được nhiều, nhanh là như này, nó không được nhiều, hít chậm mà nhẹ, không có mạnh, mạnh mình dùng sức quá, hồi nãy người ta nói trong đó đừng hít mạnh quá thì dùng sức nó sẽ mệt, nó như vậy nè. Thì khi mà hơi thở nó vô mình thấy lỗ mũi mình nó mát suốt lồng ngực, cái lồng ngực mình cảm giác thấy nó phình ra, cái bụng dưới của mình á, mình cố gắng mình ưỡn nó ra, mình phình nó ra, mà cái này hơi khó. Có nhiều người tập 4-5 ngày, có cô đó cô kêu tập mà hít vô chưa bao nhiêu nó có phọt ra đâu. Nó phọt ra mất rồi, nó không có vô được. Thứ nhất là gì? Mình chưa quen với cái hơi thở đưa vào sâu bên trong. Hồi nãy họ nói cái hít thở sâu á, mình chưa quen với cái cách này là một. Tư tưởng mình chưa làm quen với nó là một. Thứ hai nữa, cái lực trong tâm mình chưa có đủ cái sức để mình đem cái không khí vào bên trong thì phải tập nó. Chúng tôi tập tính ra cũng 3-4 ngày mà quyết liệt. Bởi vì sở dĩ chúng tôi tập quen là chúng tôi lạy Phật, chúng tôi hít thở nhiều lắm, cho nên là nó quen. Chứ còn người ít hít thở là rất khó. Mà đặc biệt vừa rồi đây, đến hôm nay là 4 buổi giảng nè, mà thấy sảng khoái trong người. Và những lúc trước mà giảng xong rồi đó thì không bao giờ ngủ buổi trưa được. Buổi trưa nằm xuống nó lừ đừ
mà nó khó chịu trong người, mà để cho nó hồi phục là mất 2 tiếng. Để cho nó hồi phục lại cái sức mà khi mình giảng như vậy nè là mất 2 tiếng. Hôm bữa hỏi thầy Nhân Minh mệt không? Lừ đừ mệt lắm. Nhưng mà bây giờ trước khi ăn cơm là giảng bây giờ xong nè, là xuống ngồi trên cái ghế, mở cửa sổ ra làm khoảng 20 hơi, vô ăn cơm một cái là nằm xuống ngủ, buổi trưa là chìm vô ít nhất cũng 1 tiếng mấy 2 tiếng liền, có khi 1 tiếng. Bữa tối hôm kia tự nhiên ngồi trên ghế đã hít nhiều rồi, xong mình nằm xuống cái thôi nằm một chút xíu rồi đọc sách nha, nằm lúc 6 giờ 6 giờ 10, nằm hít 5 hơi nó vô nó ngủ dắt 2 tiếng đến 8 giờ nằm hay, trời lạ thế. Mở ra chưa che mùng luôn là thấy gì 8 giờ 13 phút rồi, vậy thôi giờ 8:13 thôi ngủ luôn chứ giờ rồi coi sách gì nữa nằm luôn, xong rồi dậy 1 giờ. Đặc biệt cái người hít thở sâu như vậy hàng ngày thường làm đó thì nửa chừng ngủ không bao giờ thức dậy nửa chừng. Thường có người ngủ nửa chừng mà thức dậy đi vệ sinh hoặc là chằn chọc, đó là thiếu không khí trong người, chính xác 100%. Nên nhớ như vậy. Mà muốn tập bài tập này được phải từ 3 tháng trở lên mới thấy nó kết quả nhiều nha. Mà chúng tôi đây 1 tuần mấy 2 tuần là do chúng tôi lễ Phật hít thở nhiều quá rồi. Thứ nhất là trì đại bi, mà bữa nào hít nhiều là tụng kinh với lại lễ Phật rất khỏe. Mà bữa nào mà hít ít rồi ra lễ Phật nó lừ đừ, lễ nó không có sảng khoái. Mà nhất là bây giờ đang nói gì nha Thiếu nè. Nãy giờ quý vị thấy là nó bình thường, mình kia mình không cần đúng không? Mà thực ra đang thiếu trong đó đó. Mà bây giờ là chúng tôi đang nói như vậy nè, chút nữa là nó thiếu dữ lắm. Nó thiếu là cảm giác biết giống như con cá mà nó không có nước, nó lừ đừ mà nó khó chịu. Thì chút nữa xuống bắt đầu mới hít sâu vô. Chúng tôi nhớ ở bên San Jose tổ chức pháp hội á, thì quý thầy ta sắp xếp xong hết rồi, thì những mình sắp xếp ra rồi, với nhàn tụng 48 lời nguyện xong là lễ Phật xong là cái phổi nó nhói. Cái phổi nó nhói nó khó chịu. Thì hôm nay tụng kinh một mình giác nhàn phát hiện ra cái cách tụng kinh vừa tụng vừa hít thở nè. Còn các cụ mà khi mà có thầy tánh đã tụng rồi đó thì có thể là mình sẽ vừa tụng vừa hít thở bằng cách làm sao? Tụng ra tiếng. Khi mà mình tụng ra tiếng là hơi ra, rồi khi bắt đầu là mình hít vô, mình nhìn cái chữ á, mình nhìn cái chữ á trong kinh á, mình không có tụng ra tiếng nữa mà mình nhìn cái chữ trong kinh. Bởi vì có người dẫn chúng rồi đó thì mình nhìn cái chữ trong kinh, bắt đầu mình hít nhẹ nhẹ vô. Còn chúng tôi thì nhìn chữ trong kinh, niệm tụng trong tâm. Còn nếu mà trong đại chúng thì có cái tiếng của đại chúng rồi, thì mình nhìn cái chữ đó, mình hít từ 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 từ, mà vừa đọc mà vừa hít thì sâu cực kỳ luôn. Bởi vì tâm nó nhiếp trong chữ rồi cho nên nó hít rất sâu. Là hít sâu vô rồi bắt đầu mình tụng ra tiếng, hít sâu vô tụng ra tiếng. Chứ lúc trước thì hay tụng thầm. Khi đại bi buổi sáng 2 giờ 2 rưỡi tụng xong là phải tụng kinh thầm thôi, mệt rồi. Thì hôm nay tụng bằng cách là tụng ra tiếng, là hít từ từ vô tụng trong tâm. Trời ơi, một bài kinh nó qua nhanh mà nó khỏe còn hơn chưa tụng luôn. Sao mà không khí này nó quan trọng dữ vậy ta? Cho nên thành ra Ấn Tổ mới nói là không khí là hơi thở, thọ mạng với tâm thức 3 là 1. Khi mà hít thở một cái là gì? Thọ mạng hết luôn. Còn cái tâm thức mình nữa. Cho nên nó 3 trở về lại 1 mất. Như cái cô Vân mà trên chùa mình sau chùa đó, cán cái rớt cái đầu dẹp lép rồi một cái là gì? Hết thở chết liền. Chết ngay tức khắc. Mà vừa mất một cái tối bây giờ thăm đứa cháu liền. Hay thiệt, không biết họ đi kiểu gì bằng tâm thức con người. Bằng tâm thức, họ sống bằng tâm thức. Đó. Vì vậy cho nên thành ra là người tụng kinh hàng ngày, giảng pháp, làm giáo viên, vân vân, tất cả những đối tượng con người, nếu hàng ngày không bồi cho nó ít nhất là 10 đến 15 hay là nửa tiếng thì một thời gian người này gọi là bệnh tổn khí. Ấn Tổ nói bệnh tổn khí làm sao? Nằm khó ngủ, trằn trọc khó chịu. Chú Duyên ông dựng phim là ông ngồi ông tập trung phải không? Khi ông ngồi tập trung cái là ông không có hít thở, tim ông nhói, ông đau, ông kêu lừ đừ nằm xuống, có khi 12 giờ không ngủ. Bữa nay chỉ ông hít thở rồi ông nằm xuống ngủ, ông khỏe liền. Làm một chập 15-20 phút ông buông ra, ông hít 5-10 hơi ông làm tiếp. Quan trọng cực kỳ hơi thở, nhất là chì thần chú đại bi, mà không hít thì thôi rồi, thời gian nó nhói, cái lưng nó khó chịu, tức ngực, rồi trong họng của mình gì nó rác hết trơn trong đó luôn. Đó, cô hồi nãy tắc bạch là hồi trước tụng thần chú đại bi có 25 biến một ngày thôi, vậy mà gì rác hết còng cổ luôn và trắng xóa trong đó, mủ luôn trong đó và mệt, tức ngực khó chịu. Thì đây là bệnh tổn khí, mà cái bệnh này rất dễ bị bệnh mà khó chữa. Bây giờ đâu có biết bệnh đâu, đi bác sĩ làm sao họ kêu mình hít thở. Khó chữa là mình không biết cách để mình hít bằng bụng. Nằm hít bằng bụng cũng được, nằm mình co cái chân lên á, giống như cái đầu gối mình chỉa lên, cái chân mình lùi vô, mình chỉa lên vậy, để bắt đầu mình đưa cái bụng vô, cái bụng nó hút bằng bụng, tức là cái bụng mình nó phình lên chứ nhá. Mà khi cái bụng nó phình lên thì hơi thở nó mới vô. Mà khi hơi thở nó vào được trong đó rồi, bắt đầu nó tưới tẩm toàn bộ cơ thể và máu của mình á, là thường thường là nó thừa chất axit.
Axit xuất hiện thứ nhất là tinh thần của mình bất an, buồn phiền, suy nghĩ nhiều thì máu nó tiết ra một cái lượng axit rất nhiều. Thứ hai nữa, ăn tất cả những cái đồ thức ăn hầu như là nó chứa cái lượng axit nhiều mà không có không khí vô để nó trung hòa axit thì cái máu của người này máu độc lâu ngày, gọi là ung thư máu, bệnh cực kỳ dễ sanh ra với người máu siêu axit. Mà đặc biệt chỉ có không khí vô nó mới pha loãng được cái axit trong máu, đặc biệt. Nên nhớ cái chỗ này quan trọng nghe, những cái điều chúng tôi đưa ra đây là cực kỳ quan trọng. Có nhiều người nghe chúng tôi xong sao hết được 2-3 ngày kêu nó cũng dậy, nó có khỏe gì đâu, chưa thấy nó. Cho nên cái buổi giảng này quan trọng cực kỳ đó. Tuần sau chúng tôi mới nói đến cái việc đó là Ấn Tổ nói về niệm Phật nên là tùy túc niệm Phật. Có cái bài lá thư này mà giờ đây là đã hết giờ rồi. Đây là cái lá thư mà Ấn Tổ, chắc thầy Nhận Minh đọc luôn 2 trang không nhiều đâu. Ấn Tổ nói là nên tùy túc, và Bảo Vương Tỳ Túc nói về cách niệm Phật hơi thở, đặc biệt Ấn Tổ có nói. Mà Ngài là Ngài chú trọng đến cái vấn đề tổn khí. Đây là lá thư cuối cùng của cái buổi giảng này, đọc để mọi người nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Vâng, theo lời Sư Phụ chỉ dạy, con xin phép tiếp tục đọc những lời khai thị của Tổ Sư Ấn Quang trích trong Văn Sao Tinh Hoa Lục. Thành tâm cung kính dâng lên cúng dường toàn thể đại chúng. Nam mô A Di Đà Phật. Khai thị 1. Quang từ khi xuất gia đến nay liền tin một pháp tịnh độ, nhưng do nghiệp chướng ngăn che đã 20 năm phè phận sống thừa, miệng tuy niệm Phật tâm chẳng nhiễm đạo. Gần đây được pháp sư dạy dỗ khuyến khích, thệ lập kỳ tu tập hồng chẳng phụ tấm lòng đau đáo. Hiềm rằng hôn tán chen lẫn vẫn cứ lẩn quẩn y như cũ, nhân đó mỗi ngày đọc hơn 10 tờ kinh điển tịnh độ để phát khởi tâm thắng tấn. Thử dùng pháp môn Bảo Vương Tùy Tức, liền nhận thấy vọng niệm không còn trào dâng ồ ạt như trước. Nghĩ tu cách này lâu ngày ắt sẽ có lúc sương tan mây tiêu, thấy tỏ mặt trời, lại tra trong sách Lạc Ban Văn Loại, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục đều có chép đoạn này. Nhân đó hiệu phép thập niệm của Ngài Từ Văn, nhờ vào hơi thở để trói buộc cái tâm, cội gốc là đấy. Nhưng Liên Tông Bảo Giám cũng chép cách này, đủ thấy cổ nhân đã thấy trước cơ nghi của hậu thế. Không có cách này chẳng nhập được, bèn lập sẵn pháp ấy. Nhưng cổ nhân không thường đem cách ấy dạy người, bởi căn tánh con người khi ấy còn thông lợi, hễ chịu phát tâm bèn tự được nhất tâm. Nhưng người đời nay như quan chứng nặng căn độn, e cả đời chẳng đạt được nhất tâm bất loạn. Vì thế trình bày chuyện mình để hỏi bậc cao minh, nên hay không nên, xin bảo rõ cho. Quan lại cho rằng chỉ một pháp này có đủ cả ngũ đình tâm quán. Nếu có thể niệm Phật theo hơi thở, bèn gộp cả hai pháp quán sổ tức niệm Phật, nhiếp tâm niệm Phật sẽ có thể dần dần đoạn được nhiễm tâm, sân khỏe ắt chẳng lừng lẫy, hôn trầm tán loạn vừa hết, trí huệ hiện tiền, ngay cả ngu si cũng phá được. Lại chính là pháp môn nhiếp trọn 6 căn của Ngài Đại Thế Chí. Theo ngu ý cho rằng, đối với kẻ niệm Phật hờ hững hiện thời, có lẽ không nên dạy họ tuân theo pháp này, sợ rằng do không nhớ số bèn thành giải đãi. Có ai chịu bằng lòng tu tập thì nếu không theo pháp này, e chắc chắn khó thành tam muội. Pháp sư nương nguyện lợi ích người, tuy tự mình chẳng dùng nhưng nên vì hậu học, thử dùng để dạy cho thông sáng về sau. Nếu là kẻ lợi căn trong 1 thất, 2 thất, quyết định được nhất tâm, như quan là kẻ hôn ám, độn căn, thô lầu, hèn kém, nghĩ phải 10 năm, 8 năm thì có lẽ sẽ được bất loạn. Trích Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Chánh Biên Quyển 1, thư gửi Pháp Sư Đế Nhàn. Chú thích Bảo Vương Tùy Tức do Ngài Phi Tích Đời Đường chế ra. Trong Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận Quyển Trung, Ngài dạy như sau. Người trên đời đa phần dùng bảo ngọc, thủy tinh, hạt kim can, hạt bồ đề, hạt mộc hoạn để làm sâu chuỗi, còn ta dùng hơi thở ra vào để làm sâu chuỗi, xưng danh hiệu theo hơi thở thì chắc chắn lắm. Nào sợ thở ra không hít vào được, bèn thuộc đời sau,
ta đi đứng nằm ngồi, thường dùng sâu chuỗi này, dẫu cho mê mệt cũng ôm Phật mà ngủ, thức lại niệm tiếp, ắt trong mộng thấy được Đức Phật. Ngũ định tâm quán là năm pháp quán để dứt phiền não mê hoặc gồm: 1. Bất tịnh quán, quán tưởng thân thể mình và người khác dơ bẩn để dứt tham ái. 2. Từ bi quán, quán tưởng lòng từ bi để đối trị sân hận. 3. Duyên khởi quán, quán tưởng 12 nhân duyên thuận và nghịch để đối trị ngu si. 4. Giới phân biệt quán, quán tưởng các pháp của 18 giới do đất, nước, gió, lửa, không và thức hòa hợp để đối trị ngã chấp. 5. Sổ tức quán, đếm hơi thở để đối trị tâm tán loạn và khiến cho tâm dừng lặng nơi một cảnh. Nam mô A Di Đà Phật. Tuần sau, chủ nhật tuần sau, chúng tôi sẽ nói đến cái ngũ định tâm quán, nói về sổ tức, tức là hít vô thở ra đếm một. Mà nếu mà người hít vô thở ra mà kèm theo câu Phật hiệu đó thì chắc chắn lắm. Nãy đó ngài có nói, thì bình thường thì mình chỉ niệm Phật, lắng nghe trong tâm, hoặc lắng nghe cái câu Phật hiệu mình niệm thầm hoặc niệm ra tiếng. Nhưng mà khi lễ Phật thì theo hơi thở thì chắc chắn lắm được. Và bình thường rảnh mình sẽ hít để mà mình lấy không khí vô trong người của mình. Thì chủ nhật sau chúng tôi sẽ nói sâu về cái cách mình dụng công theo hơi thở này để khỏi tổn khí. Thì chúng tôi đã bị cái bệnh này, phải nói là từ cái lúc năm 2007 lập pháp hội là một ngày tụng một cuốn kinh Vô Lượng Thọ là bị tổn khí năm 2007 rồi. Mãi đi giảng các nơi luôn và bị tổn khí rất nặng. May nhờ được gặp lời Tổ sư Ấn Quang khai thị, chú trọng về cái chuyện tổn khí, chúng tôi mới tìm ra cái cách mà lễ Phật cứ một câu trong máy, mình lắng nghe cho kỹ một câu trong tâm, rồi mình niệm ra đó, theo cái máy nó trợ cho mình, với đại bi cũng theo máy, thì nó ổn. Lúc trước trì 25 biến buổi sáng, 25 biến buổi chiều, mà tụng xong buổi thời chiều rồi thì sao? Tối không cách nào ngủ được, khó chịu, nó tổn khí. Cực kỳ quan trọng cái việc này. Vậy cho nên thành ra cái việc hôm nay phổ biến những điều này tương đối khá là quan trọng. Tuy nhiên những người nghe qua đôi khi một lần nó sẽ quên, hoặc giả mình không có nhớ hết được, cần phải nghe đi nghe lại.